Bé gái tung cước làm chiếc dép bay thẳng vào nồi canh mẹ vừa nấu. Xem lại camera càng sốc nặng vì hành động sau đó. Mới đây một đoạn video ghi lại cảnh cô con gái rượu vừa bước vào nhà đã tung dép rơi thẳng vào nồi canh. Bằng một phép nhiệm màu nào đó, hiện tại clip này đang gây bão trên mạng xã hội vì hành động không ngờ của cô con gái ngay sau đó. Muốn biết thực hư như thế nào, xin mời xem qua những hình ảnh sinh động bên dưới là hiểu ngay. Theo mô tả của bài viết, cô con gái sau khi đi ôm chén bát từ đâu đó về đã cao hứng tung dép lên không trung. Điều mà khiến chính chủ cũng sốc ở đây đó chính là chiếc dép đã có màn hạ cánh hoàn hảo ngay trong nồi canh. Hành động sau đó của chính chủ khiến ai nấy đều bất ngờ, đó là thay vì thú tội, cô gái im lặng lấy chiếc dép ra khỏi cái nồi. Người mẹ đang đứng bên bấm điện thoại vẫn chẳng hay biết gì, kế hoạch đào thoát tạm gọi là hoàn hảo. Nhiều cư dân mạng đã không khỏi bày tỏ sự thông cảm cho chủ nhà nếu mà quan sát đoạn camera video cắt từ camera này. Chắc chắn là những người trong cuộc sẽ điếng người lắm vì lỡ đâu nồi canh còn đang nóng đó, sau vài phút sẽ được phục vụ một bữa ăn, chế bát mì thì sao nhỉ? Tôi thấy giọt nước tràn ra khi cô bé lấy cái dép ra nồi, có khi cái nồi đó đang nấu canh không chừng. Cả nhà sau đó lấy làm nước uống thì có khi con bé này no đòn. Người mẹ vẫn miệt mài bấm điện thoại mà không biết con mình vừa gây ra họa gì nhỉ? Tôi hoang mang cho bữa ăn hợp vệ sinh của gia đình này quá. Nếu bạn là chủ nhà khi xem đoạn video này, bạn sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ? Hãy chia sẻ bên dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.